Dầu rửa mặt. Bạn nghĩ nó là một thứ quá khó làm ư? Ngược lại, nó lại dễ làm hơn bất cứ thứ gì đấy. Hãy thử với một sản phẩm trang điểm trên tay. Nước không thể rửa sạch các vết trang điểm đó vì các sản phẩm trang điểm thường có gốc dầu. Da mặt bạn cũng có dầu và tất nhiên, nước không phải là biện pháp rửa mặt sạch. Nếu bạn sử dụng dầu thực vật để làm sạch thì sao? Các giọt dầu sẽ đọng lại trên da bạn mà không thể rửa trôi đi đấy. Còn với dầu rửa mặt, nó vừa hòa được với dầu, bụi bẩn và mỹ phẩm trang điểm trên da, vừa dễ rửa trôi theo nước. Người ta nói, bàn tay ta làm nên tất cả. Mỹ phẩm handmade không có giới hạn, chỉ cần bạn không ngừng học hỏi thì bạn sẽ làm được bất cứ thứ gì bạn muốn. Điểm đặc biệt của dầu rửa mặt là nó ở dạng dầu, nhưng nó phải hòa được với nước. Và chìa khóa của chúng ta ngày hôm nay là dung dịch nhũ hóa. Nó là một nguyên liệu kết hợp được giữa dầu và nước, nhưng chúng ta tạm thời bỏ nó qua một bên nhé. Điều cần làm đầu tiên là pha một loại dầu phù hợp cho làn da của bạn. Hai loại dầu hay được dùng làm dầu rửa mặt nhất là dầu castor và dầu jojoba. Khi sử dụng dầu castor thường xuyên thì bạn sẽ không phải lo đến các loại mụn viêm hay là mụn đầu đen và đầu trắng nữa. Dầu jojoba được cho là giống tuyến bã nhờn nhất của con người. Nó giúp kiềm chế khả năng tiết dầu mà vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất cho làn da của bạn. Castor là loại dầu rất sánh so với jojoba. Khi lắc hai chai dầu này lên, bạn có thể thấy các bong bóng khí của dầu castor nổi lên rất chậm so với dầu jojoba. Tỷ lệ castor và jojoba với các loại da thì như thế này. Với da khô là 1 castor với 9 jojoba. Với da thường, 2 castor, 8 jojoba. Và với da nhờn là 3 castor và 7 jojoba. Sau khi pha được hỗn hợp dầu cho loại da của bạn, thì bạn sẽ sử dụng dung dịch nhũ hóa ở tỷ lệ 8%, tức là với mỗi 92g dầu, bạn sẽ cho thêm 8g dung dịch nhũ hóa. Cuối cùng, bạn có thể cho thêm một ít tinh dầu vào dầu rửa mặt của bạn. Hai loại tinh dầu tôi sử dụng gần đây là cam ngọt và tuyết tùng. Tinh dầu cam ngọt dành cho da khô và lão hóa. Mùi hương của nó có thể khiến bạn vui vẻ, lạc quan, tỉnh táo và phù hợp cho mỗi buổi sáng thức dậy. Còn gỗ tuyết tùng dành cho da nhờn và da hỗn hợp. Nó cũng giúp làm giảm mụn. Còn mùi hương của nó là một liệu pháp an thần hiệu quả. Bạn nên dùng vào buổi tối để có một giấc ngủ ngon. Bạn cho tinh dầu vào dầu rửa mặt cho đến khi bạn thấy mùi của nó đạt yêu cầu, không ít quá, cũng không nặng quá. Cuối cùng bạn đổ dầu rửa mặt vào chai và lắc đều nhé. Có thể dầu rửa mặt sẽ tách lớp và bạn phải lắc đều trước khi sử dụng. Nhưng không có vấn đề gì bất thường ở đây vì hiện tượng tách lớp khá phổ biến đối với các sản phẩm rửa mặt và tẩy trang trên thị trường. Nếu bạn thích nó phải là một sản phẩm đồng nhất, thì bạn có thể thay dung dịch nhũ hóa thành sáp nhũ hóa. Khả năng kết hợp dầu và nước của sáp nhũ hóa sẽ tốt hơn dung dịch nhũ hóa nhiều đấy. Vậy là bạn đã làm xong, không cần đun nấu, không cần khuấy trộn, sản phẩm lại rất lành tính và có độ pH phù hợp với da. Với sản phẩm này, bạn có thể rửa đến lần thứ hai để thấy rằng da của bạn rất thông thoáng, không nhờn và tất nhiên là không căng. Hỗn hợp castor và jojoba giúp bạn có một làn da sạch mụn, lượng dầu trên da được điều chỉnh với mức ổn định, không khô, không bóng nhờn, da bạn trở nên đều màu và sáng. Nếu bạn muốn dầu rửa mặt của bạn có những khả năng khác như làm giảm thâm mụn hoặc làm trắng, hay hỗ trợ điều trị nếp nhăn nữa, không vấn đề gì, bạn có thể thay dầu jojoba bằng một hay nhiều loại dầu khác. Ở Grand Pass Garden có khá nhiều loại dầu cho bạn lựa chọn, nghĩa qua danh mục dầu thực vật của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình của Grand Pass Garden. Chúc bạn làm dầu rửa mặt thành công.